hỏi thiệt nè, ngoài mơ ước là nhân viên mình có mơ ước làm cái gì nữa không? Em muốn làm nữ hoàng. Rồi đi, nữ hoàng có một chỗ, có một chỗ nó hợp với em. Lấy xe chở anh qua 92 Hàm Tử. Là ở đâu vậy? 92 Hàm Tử, chỗ đó chuyên làm nữ hoàng hết. Là cái gì vậy? Nhà thương điên á. Tự nhiên hỏi em, ngoài nhân viên muốn làm gì, em muốn làm nữ hoàng. Giống như muốn làm công chúa đó. Hồi nhỏ em thích làm công chúa. Có luôn. Lớn lên em muốn làm nữ hoàng. Đi biên hòa với anh. Không, thực ra ở cái tuổi này mà có được một cái suy nghĩ như vậy cũng không phải là đơn giản. Đúng đâu. Rồi, chín chắn lắm. Có chiều sâu và có sự gọi là mặn mà trong suy nghĩ. Tức là em là dạng như là một bộ phim hoạt hình vậy đó. Em xấu hổ. Đây là chọc em hoài. Diễn viên điện tử. À không, diễn viên điện ảnh Song Ngư đến thì công ty Color Entertainment. Sắp tới quay nói hoài luôn. Sẽ có một dự án điện ảnh mang tầm vóc quốc tế. Không bao giờ bước ra ánh sáng là phim của anh sắp đọc. Ngon. Ngon quá má ơi luôn á. Cho nhận xét mạnh mẽo ha. Anh nói rồi, anh nói với em là em có khả năng đi bên cái thiên hướng về hài kịch mà em không tin. Thì bé cũng vậy, cũng là một diễn viên. Bé cũng biết diễn cười, diễn vui, diễn buồn, diễn khóc. Thì bây giờ em thử ăn món bánh, em diễn đã nè. Em ăn xong, em nhai xong nè. Em diễn đã bánh, ngọt quá em diễn xong. Thì giống thấy mắc nghẹn quá vậy. Mắc nghẹn mà. Nó ngọt mà sao nó ngứa cổ. À ngọt vào nước ngứa cổ hả? Ngứa cổ. Có, anh biết rồi, để cho anh ăn miếng bánh ngọt. À là ngọt nha. Giờ cắn miếng nhẹ nè, cắn miếng nhẹ. Nhỏ hơn, nhỏ hơn. Chua quá nè, bánh bánh chua nè. Chảy nước mắt. Rồi cắn nữa nè. Bánh cay nè, cay quá nè, cay quá nè. Bị bính minh họa đó. Rồi cắn bánh nè. Đó, đó. Đắng quá. Phải nhổ nữa. Đắng là phải nhổ ra. Giờ cắn bánh nè, cắn bánh nè. Rồi đau tim chết. Ủa anh kem diễn mà thật lòng á, trúng chất độc á. Em sẽ giống như Bạch Tuyết vậy đó anh. Đúng rồi, chứ mà em là nữ hoàng mà. Trời ơi, cắn bánh nè, cắn bánh. Em sẽ giống như Bạch Tuyết kiểu. Em đứng lên á, quay qua 2 vòng. Đó, đó, đó. Rồi, rồi, sao, rồi. Sao mà phải ngã ra thật là đẹp. Đứng lên, đứng lên, đứng lên, đứng lên. Đi, 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 đi. Cầm cái này, cầm, cầm, đi qua đây, đi qua đây, đi qua đây. Đi đây, đây, ngồi đây, ngồi đây, ngồi đây. Xong rồi phải xoay một vòng trước khi. Rồi, rồi, xoay, 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 xoay. Rồi, 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 chưa. Lên ghế ngồi quàng, rồi xong quay. Úp bằng vô, úp bằng vô. Úp bằng vô, đào, úp bằng vô, đó. Rồi, nguyện đó, nguyện đó nha. Úp bằng vô, nguyện đó. Ừ. Nguyện đó, nguyện đó, nguyện đó, nguyện đó. Để cho tụi anh ăn cho thoải mái. Ủa ra chi nữa vậy? Em chưa ăn món kia. Cũng thay mặt cho hội điện ảnh của Việt Nam. À, thông qua 995 phiếu yêu cầu đến từ các bạn khán giả, anh xin trao tặng cho em cành bông này. Đây cũng như là một cái giải thưởng danh giá dành cho một người nghệ sĩ trẻ của em. Và thông qua đây, chương trình cũng muốn dành cho em một cái thông điệp. Tốt nhất em đừng đi đóng phim nữa. Đứng lên nhìn hoa và bày tỏ cảm xúc chúng mình nói được giành giải Oscar. Ladies and gentlemen, welcome to the bar to the kiss ẩm thực, the kiss of food. Let's get it. Ok. Mày tỏ cảm xúc giống như là mừng muốn khóc vậy đó. Chưa, chưa, lấy xong đã. Lố quá à. Lấy xong nè, lấy xong nè. Rồi. Tay run run. Đúng rồi, xong. Vỗ tay. À, rồi xong, nó cảm xúc. Em ba mẹ, cảm ơn ba mẹ. Dạ, 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 dạ. Em không thấy cảnh này của con trên TV. Em không biết nói gì hết á. Em chỉ có thể ăn nhiều thôi. Tụi anh đã cố gắng làm mọi cái. Thôi mà đụng chọc em nữa. Để cho em thể hiện khả năng và em bừng sáng trong chương trình Thiên Đường Ẩm Thực. Nhưng cuối cùng nhạt nhòa, một sự buồn bã. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Em 19 á. À, đang học gì? Em đang học đại học ở Hà Nội ạ. Sao em học ở đó vô đây chi vậy? Em vào Anh ạ. Vào Anh. Em vào Anh ạ. Trời ơi trời. Rồi đi học rồi chứ có làm gì thêm nghề gì khác không? Thì em cũng gọi đóng phim ít ạ. Đóng phim mà, đóng phim gì rồi? Em online ạ. Mà anh đóng vai gì trong đó?
Công chúa. Hả cái vậy? Đây nè, để dục ví dụ anh là hoàng tử nè. Ta sẽ ăn thịt nhà ngươi. Ui, sợ quá. Sợ quá. Anh à, em xấu hổ quá, anh đừng lên như vậy nữa. Dễ thương quá. Em là thần đồng. Em là thần đồng của diễn viên Việt Nam. Bây giờ thử lại nè. Bây giờ em là một phù thủy đi. Anh là một chàng trai thương hay mà em muốn ăn thịt chàng trai này. Em phù thủy mà, hút máu mà. Đừng ăn thịt con bà. Trời ơi, em có một khả năng nhập vai cực nhanh. Chúng tôi xin cảm ơn chương trình Thiên Đường Ẩm Thực đã khám phá ra Quỳnh Anh, đã khai quật được em. Em là một hiện tượng, em bây giờ phải dạng phải bảo tồn. Bây giờ mình ăn món tiếp theo là bánh khoai môn. Thơm ghê, không ngon không ạ? Có sực 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 khoai môn luôn mà. Mình mới cắn vô á, thấy cái vị ngọt ngọt thanh thanh, nhai trúng vào cái khoai môn nó thơm. Bùi béo. Bùi béo. Ngày hôm nay chúng ta đã trải qua nhiều phần chơi, vừa vui vừa vận động, vừa được ăn rất nhiều món ngon và dinh dưỡng từ đầu bếp, và đặc biệt là có quà mang về của nhà tài trợ. Đặc biệt hơn nữa là đội chiến thắng giành được phần thưởng lớn của chương trình. Xin chúc mừng. Và chúng tôi cũng có một phần quà dành riêng cho người ngoài hành tinh ngày hôm nay. Đó chính là một giờ giải lao đi uống cà phê cùng với anh Khương Ngọc. Chúc mừng à, phù thủy gặp hoàng tử. Ê, đâu phù thủy đâu, phù thủy đâu, phù thủy đâu. Quê Tiền Giang mà nói giọng lớn giống Việt Kiều á hả? Cảm ơn em đã đến tham gia chương trình. Tại vì em đã ở ngoài Hà Nội một năm rồi nên nó hơi lai lai. Em làm gì ngoài Hà Nội? Em học trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Em tốt nghiệp chưa? Chưa. À, cố gắng nghe trường để bị đuổi nha. Trời ơi. À, em lúc mà thi trường đó mình thi gì em? Thi hát, thi thẩm âm, tiết tấu. Thẩm âm đúng không? Vậy anh thử nha. Đâu làm lại coi. Nhiều dữ vậy. Vô. Đúng rồi. Hay quá. Hay quá em ơi. Em sinh ra là để làm nghệ thuật đó. Đúng rồi, em nhờ điểm đó cao nhất luôn, chứ ngoài ra hát cũng được lắm đâu. Hát hay chứ, em hát hay chứ. Em sắp tới làm hài đi thiệt. Ôi. Bán vé được lắm. Hài là một cái mơ ước của em từ rất lâu rồi. Nhưng được mà không? Em chưa có cơ hội. Bây giờ nè, bây giờ em có cơ hội nè. Bây giờ em kể một câu chuyện ngắn mà vui vui thôi. Câu chuyện em hay kể, chuyện Tiếu Lâm á. Chuyện Tiếu Lâm á thôi. Hôm nay em sẽ kể cho mọi người nghe. Ồ, có một cô bé đi vào một cái event. Cái này mới đặc biệt nè. Rồi rồi, chưa cười nha. Cái này mới hay, cái này mới vui nè. Vui nè, vui nè, cười đi, chuẩn bị cười nha. Chuẩn bị có một đoàn múa lân mà xe cộ chạy trước quá trời chạy. Tự nhiên người một dáng người đẹp dáng ngồi trước ông đệ lấy cây quạt thổi. Chuẩn bị cười đó, chuẩn bị cười á. Chào, kể tiếp, không cười đâu, không cười đâu. Hết rồi. Cái gì đường ghê. Đẹp không phải là tất cả. Ở dưới cười mầm kìa anh. Nói cho giả là tất cười là được rồi. Cười là được rồi. Hay. Nói. Chúng tôi lưu ý chương trình sau này đừng mời những người kể chuyện vui này nữa. Thôi mấy đứa ăn đi, Lát anh sẽ cho em cái email để em nhắn lại câu chuyện cho anh hiểu nha. Cảm ơn em đã đến với chương trình ngày hôm nay. Sao hồi nãy nói là không có cười mà giờ mới nói cười. Lần đầu tiên có một người đẹp, hoa khôi mà mắc cười. Em bây giờ rất là quý, em dạng sách đỏ đó. Đúng rồi đó, ai cũng nói vậy á. Em có ước mơ là em phải một đời em làm hài. Tại vì em rất thích hài từ nhỏ. Thì không, nếu em đồng ý anh sẽ mời em làm hài chung với anh. Em hay coi hài của ai? Em thích Trấn Thành. Tao nghĩ đi. Tao nghĩ đi. Đây bắt tay anh sẽ mời em làm hài. Rồi em cảm ơn anh. Em cho đó một cái vai mà ra không nói tiếng nào hết. Mà người ta cười. Đỉnh nó cao rồi cho đó. Được hết. Chấp nhận. Mình phải tự tin. Anh nói chơi. Nghĩ thôi luôn, nghĩ luôn đi. Nghĩ luôn đi. Của em cũng được ăn luôn nếu em kể một câu chuyện vui nữa. Vui nha, lần này là vui nha. Cơ hội đó, lần này là vui. Câu chuyện vui bây giờ, kể sao bây giờ có câu chuyện nào. Thôi từ từ để em nghĩ, tự nhiên cái chất sáng này nó chạy được mất tiêu rồi. Bà hồn chứ nhí chạy gì. Câu chuyện vui của anh là vậy đó. Ai khai quật bà này ra vậy? Ai khai quật được vậy? Thiên Đường Ẩm Thực
Chương trình thi được là người có công khai quật nam em. Thế thì dở nam em về thế giới của nam em đi. Đâu mất tiêu mà đĩa bay đâu rồi, đĩa bay ơi. Không. Về về với mình. Không có đĩa bay nào mà chở nổi em đâu, em mà dạng xe tăng đó. Em ăn dùm cái đi nha. Chân lý. Anh thích em quá. Thiệt, em mà để trong hồ bơi bơi chắc vui lắm. Một tàu bị xà. Nô tài không biết bơi. Trời ơi.